Hạt mít bà con ơi, lợi ích khi ăn hạt mít. Hạt mít thì bà con biết rồi không? Luộc rồi chúng ta bỏ cái lớp vỏ ngoài đi, rồi còn bao nhiêu sử dụng được hết. Cứ cắn từ từ, ăn từ từ thì nó sẽ tốt. À, nó tốt cho hệ miễn dịch, chống lại bệnh ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, mắt và da. À, năng lượng tốt, huyết áp tốt, tim tốt, mạch tốt, khỏe xương, tốt cho người thiếu máu. Nhưng mà ăn hột mít nó có hại, nó có rất hại cho tăng cường đông máu, đường huyết, tiểu đường, bà bầu, làm giảm đi tình dục, yếu khi vận động mạnh, phải ăn sau khi ăn cơm 1-2 giờ mới được. Mà ăn thì ta ăn nên 4 hột là đủ. Không ăn với người gan dị mỡ, tiểu đường, suy thận, mãn kinh, suy ngược, sức khỏe yếu. Rồi bà con ha. Rồi cho nên rằng như vậy, hạt mít luộc, rang, nướng, bỏ vỏ ăn là tốt. Nhưng mà nó xì hơi một cái thì cả xóm cả làng đều biết. Năm hạt mít này, 6 hạt mít này không được ăn quá nha bà con. Không được ăn quá 6 hạt, hay là 4 muối thì cũng được. 4 muối là 4 muối mít đó. Còn hạt muối thì hạt mít thì không ăn được quá 6 hạt. Ăn nhiều nó xì hơi, cả xóm cả làng đều biết. Mà mình cũng không ngồi yên được một chỗ. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe, vui vui, dễ dễ, mạnh mạnh, khỏe khỏe khi ăn hạt mít và mít mít. Oh, nào xin chào.